Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây là trận đấu giữa Lazio và Juventus tại vòng 7 Serie A. Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 7 Serie A là cuộc đọ sức giữa Lazio và Juventus. Hai chiến thắng liên tiếp đã giúp đội chủ sân Olympico có lại được sự tự tin. Mới đây, Lazio đã có những sự cải thiện về mặt phong độ, đặc biệt là ở những trận đấu trên sân nhà, bằng chứng là họ đã toàn thắng ở hai lần gần nhất thi đấu tại Olympico. Hiện tại, Lazio đang xếp tạm ở vị trí thứ 10 tại Serie A. Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, Lazio đã bị cầm hòa trên sân của Zenit. Phía đối diện, Juventus cũng đang thể hiện một phong độ khởi sắc trên sân khách. Họ đã toàn thắng ở hai chuyến hành quân xa nhà gần đây nhất, mặc cho trước đó là 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Vị trí thứ ba tại Serie A là những gì Juve đang tạm có. Tuy nhiên, với sự trở lại của siêu sao Ronaldo sau khi khỏi Covid, ba đâm ra thành Turin đang có sự trở lại khá ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp. Nếu đánh bại chủ nhà Lazio ngay tại Olimpico, Juventus sẽ gây áp lực đáng kể lên đội đầu bảng AC Milan bởi khoảng cách hiện tại cũng chỉ là 4 điểm. Tiếp đón Juventus, nhiều khả năng huấn luyện viên Inzaghi sẽ trao lại cơ hội đá chính cho Immobile và người đã cặp trên hàng công của Lazio với trung phong người Italia, nhiều khả năng vẫn là đối tác ăn ý Korea. Sự thăng hoa của Alvaro Morata trong thời gian gần đây đã đóng góp rất nhiều tới thành tích của bà đầm già thành Turin. Bên cạnh đó, với việc đón chào sự trở lại của Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ giúp cho huấn luyện viên Pirlo đa dạng hóa những ý đồ của mình trong các phương án tấn công. Lịch sử đối đầu giữa Lazio và Juventus đang có thành tích rất cân bằng Juventus nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, sân nhà lại không phải lợi thế cho Lazio ở trận này, khi chiến thắng trong trận lượt đi mùa giải trước mới là chiến thắng đầu tiên của họ sau 4 thất bại liên tiếp trước đó. Tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Juventus sẽ chấp Lazio 1 phần 4. Juventus rõ ràng là đội bóng được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Sự trở lại của Cristiano Ronaldo sẽ là bước chuyển biến lớn để Juventus hướng tới chiến thắng trước Lazio và cải thiện vị trí tại Serie A. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2-3 phần 4. Những trận đấu giữa Lazio và Juventus trong lịch sử đối đầu thường xuyên cống hiến cho khán giả nhiều các bàn thắng. Cả hai đội đều đang sở hữu hàng công với những tiền đạo xuất sắc và đang có phong độ cao. Cộng với tính chất của trận đấu, nhiều khả năng một thế trận tấn công cởi mở sẽ được cả hai triển khai. Dự đoán của thể thao văn hóa, Juventus sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Lazio. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.